thấm thoát đã 20 năm ngày ra trường niên khóa 2001-2004, trường Trung học Phổ thông Thạch Thành 1. Một chặng đường đủ dài để biến những đứa trẻ non nớt trưởng thành. Trong mỗi chúng ta hẳn vẫn còn nguyên vẹn những kỷ niệm thời cắp sách tới trường, và chúng mình hãy ngược dòng thời gian về với những ký ức êm đềm của tuổi học trò trong trẻo, đẹp đẽ, ngây ngô ngày ấy. Những con đường quen thuộc, những lớp học cũ và cả sân trường rộng lớn đều như mới đây còn vang vọng tiếng cười, tiếng gọi tên nhau của chúng ta. Một hành trình trở về với quá khứ, một dịp để chúng ta ôn lại những khoảnh khắc đã làm nên tuổi trẻ. Giờ đây, khi ngồi đây cùng nhau, cảm nhận được sự ấm áp và yêu thương mà chúng ta đã trao gửi cho nhau suốt bao năm tháng. Đặc biệt, khi nhìn lại, chúng ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự quan trọng và ảnh hưởng lớn lao của các thầy cô trong cuộc sống của chúng ta. Sự tận tâm và tình yêu nghề của các thầy cô đã hình thành nên những con người chúng ta hôm nay, những người tự tin bước vào cuộc sống, vững vàng đối mặt với thử thách và không ngừng phấn đấu để đạt được những mục tiêu của mình. Vào 2001-2004 là khóa học đặc biệt khi đầu năm của khóa được tách trường Thạch Thành 1 và Thạch Thành 3 với nhiều thay đổi và xáo trộn. Sau tách khóa còn 12 lớp với hơn 600 học sinh, năm tốt nghiệp năm 2004 cũng là những năm đầu của sự thay đổi cách thức thi đại học, nên có thể nói đây là một khóa đầy biến động. Tuy nhiên, đây cũng là khóa có tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng rất cao. Sau 20 năm, tôi rất vui mừng khi được các học trò năm xưa mời tham dự hội khóa. Bây giờ các anh chị học trò ngày xưa đã trưởng thành, có gia đình và sự nghiệp riêng, hiện thực hóa được mọi mong ước của thầy cô chúng tôi. Tôi rất mong được tham dự nhiều hơn nữa các kỳ hội khóa của các khóa nói chung, cũng như của khóa 2001. 2004 nói riêng, để được tiếp tục chia sẻ cũng như chứng kiến sự thành đạt của toàn thể các học trò của trường Thạch Thành 1. Đấy, lúc bây giờ là thầy đang là phó hiệu trưởng phụ trách về học tập, phụ trách về nề nếp của nhà trường. Đấy, và thầy là những người thứ hai nào, sáng thứ hai nào cũng có mặt ở chào cờ để nhận xét về cái học tập của các em toàn trường. Thì riêng cái khóa 2001-2004 thầy cũng rất là có ấn tượng. Không biết rằng là có phải các em sinh ra ở những cái tuổi hổ hay không, cái tuổi mà mạnh mẽ đấy, cái tuổi mà dám vươn lên đấy. Đã không gầm lên thì thôi, gầm lên là nhiều người cũng phải sợ, phải hoảng đấy. Thì cái số các em này tham gia cái lớp này, cái khóa này đấy, là cho đến hiện nay theo như thầy thông tin được đấy, biết được đấy, là từ lúc đi học các em đã giỏi rồi. Có nhiều em tức là học lớp 11 đã đi thi thử đại học rồi, đã làm hồ sơ thầy làm đấy, xin đi thi thử đại học và cũng đã thi được, nghĩa là trên 10 điểm. Thì sau 20 năm tung cánh đi, bây giờ các em trở lại mà như bài hát của nhạc sĩ Xuân Giao có nói đấy, đấy, tức là tới những chân trời mới mà, đấy, đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc đang cần, tức là em tung cánh bay đi 20 năm, và 20 năm đó các em cũng đã thành đạt được một cái tuổi đời thì nó cũng chưa nhiều, nhưng mà cũng đã đạt được những cái thành đạt, được cái kết quả tức là khá rồi. Chúc các em tức là tiếp tục thành công hơn nữa trong cuộc sống, hạnh phúc trong cuộc sống, đấy. Và đóng góp một cái sức của mình, tùy theo cái sức của mình để đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Rồi hàng năm những cái việc lớn, việc riêng của nhà trường thì cũng nên quay trở lại thăm lại mái trường xưa, nơi mà mình đã từng chắp cánh cho mình tung cánh bay đi. Gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô, những người đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp chồng người,
Những năm tháng học trò với các thầy cô không chỉ là khoảng thời gian học tập mà còn là khoảng thời gian đầy kỷ niệm và cảm xúc đáng trân trọng. Khóa luôn là một cái dịp mà tất cả các bạn đều rất là mong đợi và xốn sang khi nghĩ về nó, cũng như là được đóng góp một phần trong cái công tác chuẩn bị cho ngày hội. Đối với tôi thì ngày khóa 20 năm sẽ là một dịp hết sức là quý báu để cùng các bạn nhìn lại, ôn lại các kỷ niệm ngày xưa, là gắn kết các tình cảm bạn bè và phát triển hơn nữa các cái mối quan hệ quý báu này. Là thành viên của ban tổ chức, qua quá trình chuẩn bị hội khóa, tôi được chứng kiến rất là nhiều cái hoạt động đoàn kết của các toàn thể các bạn, có những việc chưa thực sự hiểu nhau, có những giận hờn như thời học sinh, nhưng trên hết mọi người đều cùng vượt qua đi đến ngày hôm nay, đã thể hiện được sự đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau rất nhiều, sẽ lan tỏa đi toàn khối cho tất cả các bạn đã bố trí tham gia được, và tất cả các bạn vì điều kiện thời gian công việc chưa cho phép để bố trí tham gia được việc này, để chúng ta được cùng nhau có những điều quý báu hơn nữa về sau. Xin chào các bạn, mình tên là Liên của lớp 12B3. Hôm nay mình trở về trường sau 20 năm. Mình rất vui được gặp các bạn ở đây. Và mình rất là hồi hộp, không biết các bạn thế nào, chứ thực sự là mình đang rất là hồi hộp, rất là mong chờ cái ngày hội khóa sẽ đến. Mình hy vọng rằng sau 20 năm chúng ta được gặp lại nhau thì nó là tiền đề để chúng ta kết nối lại với nhau, và trong suốt quá trình từ giờ đến sau này nữa. Mong gặp lại các bạn. Chúng ta đã trưởng thành, đã xây dựng cuộc sống của riêng mình, nhưng những ngày tháng học trò luôn là một phần không thể tách rời trong trái tim mỗi người. Đó là nơi chúng ta đã tạo dựng những mối quan hệ, những tình bạn bền chặt và những kỷ niệm quý giá mà suốt đời chúng ta không thể quên. Dù thời gian đã trôi qua, những kỷ niệm từ ngôi trường Trung học Phổ thông Thạch Thành 1 vẫn mãi là những giá trị vĩnh cửu trong trái tim. Hãy cùng nhau tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị, tinh thần và tình bạn mà chúng ta đã cùng xây dựng trong suốt những năm tháng học trò.